kèm ngay các bác một phần quà trong thời gian này đó gì ạ? đó là một bộ pin sạc trị giá là 350.000 đồng và có một cái chương trình nữa dành tặng các bác trong thời gian này đó là gì ạ một chương trình để dành cho những bác nào mà đang có những con vang đời quá cũ rồi các bác muốn nâng cấp lên những dòng vang đời cao hơn <laughs> Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với sóng âm thanh. Và thời gian vừa qua thì rất nhiều bác hỏi em là em ơi, bên em có vàng nào tiếng hay hay không? Báo giá cho anh với. Đúng không ạ? Nhưng mà bên em thì các bác xem này, rất là nhiều vàng nên là hôm nay em sẽ tổng hợp lại thành một clip để báo giá đến các bác tất cả những cái mẫu vang số hiện tại đang có trong cửa hàng của bên em. Ngoài ra thì trong dịp này sẽ có rất nhiều những phần quà các bác dành cho các bác khi các bác mua hàng. Hơn nữa là gì ạ? Sẽ có một chương trình hỗ trợ là thu đổi cũ Uh, thu vang cũ đổi vang mới để cho các bác nào mà đang muốn nâng cấp những chiếc vang số đã cũ của nhà mình lên những dòng vang số cao cấp ở đây thì uh, vang bên em sẽ chia làm hai dòng chính các bác nhá một là những dòng vang cơ và hai là những dòng vang số vang cơ bên em hiện tại có hai dòng một là dòng km 320 mức giá công khai là 2 triệu hai trăm nghìn đồng hai là dòng vang số km 330 pro với dòng này thì là hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng và nói qua có một chút về cái dòng 30 Pro Đây là một dòng vang của bên em bán rất là chạy Bởi vì sao ạ? Nó có đầy đủ tất cả những tính năng cao cấp của một con vang cơ Ví dụ có thể kể đến như là gì ạ? Một là chơi nhạc Bluetooth này Thứ hai là có Reverb này Thứ ba là có nhiều cổng ao này Thứ tư rất quan trọng là gì ạ? Thiết kế đẹp mắt và nó có điều khiển nữa Mức giá 2 triệu 950 nghìn đồng tặng kèm các bác là gì ạ tặng kèm các bác tất cả những phụ kiện ví dụ các bác ghép nối với đẩy này tặng kèm các bác ngay là gì ạ là cá này hoặc là âm ly thì em hãy tặng kèm các bác là JV, đúng không ạ còn vang số đấy vang số thì tầm giá là bao nhiêu ạ? tầm giá là từ trên 3 triệu cho đến là dưới 16 triệu và nó có rất nhiều những cái mẫu vang đấy. đầu tiên ở đây là một mẫu vang phải nói là xuất hiện khá lâu rồi đó là dòng vang S525 mã các bác nhá. Giá công khai là 3 triệu 500 000 đồng Con này ưu điểm là gì ạ? Ưu điểm của nó là eco nổi này. Thứ hai là chỉ bằng tay này. Thứ ba rất ít những dòng vang số có. Đó là gì ạ? Tính năng chơi nhạc không dây qua Bluetooth như vang cơ vậy. À bản nâng cấp hơn so với 525 mã hơn bao nhiêu ạ? 300 000 đồng Nhưng mà sao ạ? Với 300 000 đồng này các bác có thể trải nghiệm một con vang tiếng hay hơn hoàn toàn luôn. Đó là con vang S500P. Nên là những bác nào mà đang lăn tăn xem là mua 525 là mã hay 500P thì khuyên các bác luôn, lựa ngay con 500P các bác nhá. Rồi, với con này mức giá công khai nên các bác là gì ạ? Là 3 triệu 800 000 đồng. Tính năng là gì ạ? chỉnh tay đơn giản, eco revert cũng khá là ok với mức giá tầm trung dưới 4 triệu. Và dưới 4 triệu thì đây là một con vang mà em nghĩ các bác rất đáng để tham khảo, rất đáng để trải nghiệm trong gia đình. Và một dòng vang nữa, vang này thì phải nói là xuất hiện khá lâu rồi, khoảng tầm 3 năm rồi Và có một cái nhược điểm của con này, nó luôn đến các bác, đó là dòng vang DX6000 Đó là vang này tiếng mặc dù nó xem xem so với dòng S690 Nhưng mà nhiều bác đặt ra câu hỏi là tại sao giá nó rẻ vậy đến trước đúng chưa Vì con này nó không có cổng quang, giá là 4 triệu 200 nghìn đồng Rồi à, và tiếp theo ở đây là một mẫu vang không phải của DBL Tích mà là mẫu vang của CF Audio Hôm trước cũng lên sóng đến các bác rồi đó là model vang CF IK992 giá công khai là bao nhiêu ạ? 6 triệu 500 000 đồng Đây là một mẫu vang mà bên hãng CF chuyên mang đi để lắp phòng hát các bác nhé Tiếng rất là hay Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với vế vang bên phải đây Cái vế bên đây là vế dành cho những bác nào mà thích những con vang cao cấp hơn này Thì đầu tiên đó là dòng vang DB Autic S690 Đầy đủ hết tính năng Chỉnh tay này, có điều khiển này, có cổng quang này Eco thì vừa rất là hay này Và tầm giá là sao ạ? Trên 5 triệu cụ thể là 5 triệu 200 nghìn đồng Và cũng tầm giá trên 5 triệu là một bản nâng cấp Và là một con vàng mà rất nhiều bác quan tâm Rất nhiều bác săn đón Đó là dòng vàng S700 Plus vừa rồi đang hết hàng Hôm qua mới về được hàng các bác nhá Mức giá là 5 triệu 500 nghìn đồng Thì nhiều bác đang lăn tăn xem mà lên lựa chọn con vàng S700 Hay là S690 thì khuyên các bác luôn là gì ạ Nếu như các bác thích hát định giọng Các bác lựa ngay cho em dòng vàng S690 Còn nếu như thích tiếng mà sáng, tiếng bay bổng, tiếng revert hơn Thì bác lựa ngay cho em dòng S700 Plus được chưa ạ Tiếp theo ở đây đó là dòng vang S750 Mức giá là bao nhiêu ạ? 6 triệu 800 nghìn đồng Bảo hành lên đến là 3 năm các bác nhá Và cao cấp hơn nó là một dòng vang thiết kế theo kiểu gần giống kiểu là hai n vậy S800 Plus mức giá là 8 triệu 600 nghìn đồng Và ở đây một con vang mà dành cho các bác nào mà thích hát nịnh giọng Đấy, đó là dòng vàng D9800 mức giá là 7 triệu 500 nghìn đồng Và tất cả những sản phẩm ở đây thì đều bảo hành như các bác Theo chế độ bảo hành của nhà hãng Ngoài ra thì bên sóng âm thanh còn cộng thêm cho các bác thời gian bảo hành Ví dụ nhá đối với những dòng vàng E500P này DX 6000 này, 525 mã này, K330 này thì bên hãng DB bảo hành là 1 năm, nhưng bên em bảo hành hỗ trợ các bác thêm 1 năm nữa tức là giao tất cả những sản phẩm ở đây là bảo hành ít nhất là 2 năm. Còn đối với những dòng vang như là S700 Plus này, S69 uh, S750 này, S800 Plus này thì bảo hành các bác lên đến là 3 năm các bác nhá. Và khi các bác mua vào bên em thì sẽ được thêm những cái gì ạ? Một là bên em sẽ hỗ trợ các bác cài đặt theo 4 chế độ. Các bác chỉ cần cho em biết thông tin như sau. Một là phòng nhà anh rộng bao nhiêu mét? Thứ hai là anh đang ghép nối với loa gì, mic gì Thì khi đó em sẽ setup cấu hình làm sao nó phù hợp nhất với bộ dàn của các bác Làm sao để cho ra một sự âm nó ok nhất, đúng chưa ạ? Ngoài ra, đấy, ngoài hỗ trợ setup ra, tặng kèm các bác ngay những phụ kiện rất là xịn sò Ví dụ ở đây em ra phần em tặng kèm các bác những loại cá đông ở đây rất là đắt tiền này cái này các bác mua lẻ của thị trường luôn khoảng tầm 80 nghìn một sợi các bác nhá không phải là cái loại dây cái lông đỏ chỉ có khoảng tầm 35 nghìn sợi đâu cái loại này các bác mua khoảng tầm 80 nghìn một sợi dây vì đây là cái dây nó được làm bằng nhà máy khá là tốt đấy Ok, dây rác tặng kèm các bác cũng phải lựa chọn những dòng tốt các bác nhá. Và một cái ưu đãi nữa trong thời gian này đó là gì ạ? Ngoài việc hỗ trợ setup, ngoài việc tặng kèm tất cả những linh phụ kiện ra thì bên em hỗ trợ các bác tặng kèm ngay các bác một phần quà trong thời gian này đó gì ạ? Đó là một bộ pin sạc trị giá là 350 000 đồng Đấy, nó sẽ gồm là một cái đốc sạc này và bốn viên pin dung lượng là 3200mm Và lưu ý các bác nhé, đây là phần quà chúng ta không quy đổi bằng tiền mặt cho bác nhé Đây là phần quà tặng kèm thêm các bác thôi Ở à đây ạ sẽ gồm một bộ, của nó sẽ gồm là dây canon này và một bộ pin sạc trị giá là 350.000 đồng Và có một cái chương trình nữa dành tặng các bác trong thời gian này đó là gì ạ? một chương trình để dành cho những bác nào mà đang có những con vang đời quá cũ rồi các bác muốn nâng cấp lên những giỏ vang đời cao hơn nếu như mà bán đi bình thường thì sao ạ bán đi bình thường mà bán nó thợ thì giá nó rất là rẻ đúng không ạ là chỉ được vài trăm nghìn đồng thôi nhưng bên em sẽ hỗ trợ các bác tùy theo dòng vang để làm sao các bác có thể nâng cấp được lên những dòng vang số đời cao cấp hơn bởi vì âm thanh là những sản phẩm công nghệ đúng không ạ càng về sau thì tiếng cũng sẽ là càng hay hơn đấy nên thì bác nào muốn nâng cấp đổi cũ đổi mới những cái dòng vang thì alo ngay bên em nhé bên em sẽ hỗ trợ các bác một mức giá tốt nhất và sẽ hỗ trợ các bác là tư vấn cho các bác làm sao để các bác lựa chọn được những con vang phù hợp với một là nhu cầu và sử dụng thứ hai là về giá tiền các bác nhá rồi, và vừa rồi thì em vừa báo giá đến các bác tất cả những cái dòng vang hiện tại đang có của bên em. Ngoài ra thì sẽ có nhiều phần quà dành tặng các bác trong thời gian này các bác mua hàng. Và nếu như các bác mới xem video thì hãy để lại cho em một like và một đăng ký kênh nhá. Và bây giờ xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.